Khách hàng của mình ở độ tuổi cao nhưng khi target rộng cả độ tuổi thấp lại hiệu quả là sao ạ? Câu chuyện này là câu chuyện rất nhiều người gặp phải. Tôi có bạn học viên, bạn ấy chuyên bán những cái sản phẩm cho đối tượng trẻ là 18 cho đến 22 tuổi. Và bất kỳ cái chiến dịch nào bạn ấy cũng chỉ target độ tuổi từ 18 cho đến 22 tuổi thôi. Cho đến một ngày tôi bảo là bây giờ em test độ tuổi trước đi. Em để rộng lên đến độ tuổi 34 hoặc là thậm chí là lên đến 45 tuổi đi. Thì khi các bạn để độ tuổi rộng như thế, các bạn không lo mất tiền đâu. Vì thằng Facebook nó tự biết nó dồn tiền vào đâu. Các bạn vào thống kê theo độ tuổi, cần phân tích số liệu ấy, các bạn sẽ thấy các bạn để độ tuổi có thể rất rộng nhưng mà nó chỉ dồn tiền vào một hai nhóm tuổi thôi. Nhóm tuổi nào tương tác nhiều, quan tâm đến sản phẩm nhiều nó mới dồn tiền vào, không mà mất tiền được. Thứ hai, khi chúng ta để ngân sách rộng như thế, test được độ tuổi luôn, bởi vì đôi khi chúng ta bị dập khuôn. Các bạn làm kinh doanh, các bạn luôn luôn phải có một cái tư duy là đừng bao giờ tin tưởng vào bản thân mình nhiều quá, đừng bao giờ quá tin vào cái tư duy rồi là cái trí tuệ, cái kinh nghiệm của bản thân, bởi vì đôi khi nó không đúng đâu các bạn, hoặc là nó bị hạn hẹp. Khi mà tôi khuyên bạn ấy như vậy, bạn ấy thử lên một cái chiến dịch cho đến tận 45 tuổi thì bạn ấy rất là bất ngờ, tại vì là trước đây bạn ấy chỉ đánh đến độ tuổi là từ 18 cho đến 22, nhưng khi test lên độ tuổi cao thì đối tượng trong nhóm tuổi mua hàng nhiều nhất lại là từ 25 cho đến 34 tuổi. Độ tuổi 18 đến 24 vẫn mua bình thường, trước đây còn không cả target 18 đến 24 nữa các bạn nhé, mà chỉ đánh đến 18 đến 22 thôi. Như vậy có phải là đối tượng của bạn nó bị bó hẹp lại rất nhiều? Tự nhiên là từ một chiến dịch test thế là bạn ấy đã biết mở rộng ra, và bạn ấy khá là bất ngờ bởi vì là đối tượng 25 đến 34 lại mua nhiều, không hề ngờ được. Cho nên là chúng ta luôn luôn trước khi chúng ta bán một sản phẩm nào định là target sâu thì các bạn cứ phải test trước cho tôi, cứ phải đánh rộng trước để xem phản hồi cái sức mua của thị trường ở các nhóm tuổi khác nhau như nào. Chúng ta sẽ đọc số liệu và chúng ta sẽ target, thu hẹp đối tượng dần dần về sau, khoanh vùng ở những cái bước sau. Còn những bước đầu tiên chúng ta phải test độ mass, tức là cái độ rộng của thị trường đã.